cá gì mới. Rồi con chào chú. Chanh vàng đó nha. Rồi đó. Cái gì? Xe bột chiên này chắc mười mấy năm rồi đúng không? 49 năm. 49 năm. Trước giải phóng mà. Trời. Trước giải phóng 1 năm. 74 giờ. Ồ. 49 năm. 74 giờ. Ồ. Đem mở đây cho một chán. Đem về ăn đây. Dạ đây. Đây, ăn thôi. Dạ, dạ. Bốn chín năm là một người bán hay là mấy người hả? Hai mẹ con. Hai mẹ con hả? Từ mẹ, từ mẹ là ờ. 49 năm. Cho nhiều hành
tiêu anh. Tiêu.